Practical Vietnamese Lessons Tiếng Việt thực hành Lesson 27 How do you feel today? Bài 27 Hôm nay anh cảm thấy thế nào? 1. Từ vựng Nhìn thấy Tôi nhìn thấy cô ấy ở đằng kia. Cảm thấy Tôi cảm thấy mệt. Nhận thấy Tôi nhận thấy nó khó hiểu. Tìm thấy À, tôi tìm thấy nó rồi. Thấy Tôi thấy cô ấy đằng kia. Tôi thấy mệt. Tôi thấy nó khó hiểu. À, tôi thấy nó rồi. Ý nghĩa Giống nhau Khác nhau Đau Tùy thuộc Được Bị Ghét Tập trung Bộ phận Cơ thể Tình trạng Sức khỏe Hai Ngữ pháp Từ Thấy Có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc nó được ghép với từ nào. Trong bài học này, chúng ta tập trung vào nghĩa cảm thấy. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy khỏe. Chị ấy cảm thấy thế nào? Chị ấy cảm thấy bình thường. Anh ấy cảm thấy thế nào? Anh ấy cảm thấy mệt. Trong bài này Chúng ta cũng tập trung vào các danh từ chỉ bộ phận cơ thể và các tính từ miêu tả tình trạng sức khỏe. Tôi cảm thấy bị đau ở đầu. Tôi cảm thấy bị đau ở tai. Tôi cảm thấy bị đau ở tay. Tôi cảm thấy đang đau đầu. Tôi cảm thấy đang đau tai. Tôi cảm thấy đang đau tay. Ba Dùng những từ này để làm các bài tập. Đầu Tai Mắt Mũi Miệng Răng Họng Cổ họng
cổ, ngực, vai, cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, lưng, bụng, chân, đùi, đầu gối, cẳng chân, bàn chân, ngón chân, xương, xương sườn, dạ dày, ruột, tim, phổi, gan, thận. Bài tập 1. Tưởng tượng bạn ở bệnh viện. Bác sĩ đang hỏi về sức khỏe của bạn. Anh cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy bị đau ở đầu. Anh cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy bị đau ở tai. Anh cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy bị đau ở bụng. Bài tập 2. Tưởng tượng bạn ở phòng khám. Bác sĩ đang hỏi về sức khỏe của bạn. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy đau lưng. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy đau răng. Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy đau chân. Từ vựng. Bên trái, bên phải, bên ngoài, bên trong, bên trên, bên dưới. Bài tập 3. Bạn đã tập thể dục quá nhiều. Bạn cảm thấy cơ thể đang đau. Bạn đang gặp bác sĩ để nói chuyện về sức khỏe của bạn. Anh cảm thấy đau ở đâu? Tôi cảm thấy đau ở cổ. Anh cảm thấy đau ở đâu? Tôi cảm thấy đau ở vai. Anh cảm thấy đau ở đâu? Tôi cảm thấy đau ở ngực. Anh cảm thấy đau ở đâu? Tôi cảm thấy đau ở bụng. Bài tập 4. Bạn tập thể dục quá nhiều. Bạn thấy người đang đau. Bạn đang gặp bác sĩ để nói về sức khỏe của bạn. Anh thấy đau ở đâu?
Tôi thấy đau ở tay trái. Anh thấy đau ở đâu? Tôi thấy đau ở chân phải. Anh thấy đau ở đâu? Tôi thấy đau ở tay phải. Anh thấy đau ở đâu? Tôi thấy đau ở chân trái.